Imperia trong Smart City khi nào bàn giao? Thông tin tham khảo: năm nay 2022 bàn giao, tức là nay là tháng 4 và sắp sang tháng 5 rồi. Ngày lễ thì 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, năm ngoái thì Covid ạ. Còn năm nay mới được khoảng 1 đến 2 tháng đỡ Covid. Thì năm nay bàn giao Imperia nhá. Hỏi đáp bất động sản Quang Đạo.